Hello, hello, xin chào mọi người. Cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại xem video của em. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là điện trở quạt két nước của Kia Morning 2013 đến 2016. Đây chính là dòng sản phẩm của HCC Hàn Quốc anh em nhé. Đấy. Đây là cái điện trở của nó này. Về cái cấu tạo của điện trở thì phần bắt vào chỗ két nước và phần đuôi rắc điện. Đôi rắc điện thì đều được thiết kế bằng nhựa ABS cao cấp. Phần trong các rắc điện là bản inox cao cấp này. Đó. Phần bên trên là một điện trở lò xo, phần bên dưới là một con diode giúp để bảo vệ hoạt động cho quạt két nước chạy ổn định anh em nhé. Đó. Để chúng ta cùng xem này. Hàng xịn của Hàn Quốc luôn. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là điện trở quạt két nước của Kia Morning. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.